城墙来自堆起，细沙时间成就传说，城在牵挂，星光里老树荫之下，用信心一块一块累积个家，墙薄会开花，楼矮会搬家，谁踏上天梯在呼喊浮华，理想有代价，美景会淡化，将一幅孤芳世上的画，相信吗？紧抱他，生生世世的相爱，谁惊讶？多少人有难招架，一生一生越幽雅，皱纹白发一半。美丽吗？Bà chủ à, trời mưa rồi, cô thấy không? Cuối cùng trời cũng mưa rồi. Đúng vậy, cuối cùng cũng mưa rồi. Hôm qua cô ngủ ngon quá hả? Rượu nếp của Miêu Công cũng hiệu quả đó chứ. À, hình như là có tiếng nhạc hay sao đó. Có khi nào có người lấy chồng không? Tôi nghĩ chắc là phải đó. Cô xem đi, người ta lấy chồng đó, còn chúng ta bây giờ mới vậy. Đã hết mưa rồi, mới mưa một đêm đã hết rồi sao? Đâu có đâu, vẫn còn mưa lâm râm mà, anh không thấy sao? Đó, mây đen trên trời còn dày lắm, trận mưa này không hết nhanh như vậy đâu. Ê, chắc là tại vì hôm qua có người lấy chồng, ông trời thấy vậy nên trận mưa này mới nhỏ lại đó. Phải ha, cũng may là còn. Ừ. Có phải cô mệt không? Hay là vậy đi, cô về nghỉ trước đi, lát nữa chúng ta sẽ lên núi xem đất. Không cần đâu, tôi còn tỉnh táo lắm. À, tôi nhớ lại lần trước, cũng giống như bây giờ, đang nói chuyện với anh tự nhiên ngủ quên mất tiêu. Lần trước hình như ngủ cũng không lâu lắm, nhưng mà ngủ sai lắm. Lúc tỉnh dậy thì cũng tỉnh táo giống như bây giờ. Sao trùng hợp quá, lúc nào nói chuyện với anh thì tự nhiên ngủ gục. Còn ở đâu nói nữa, bộ cô không sợ đang nói thì ngủ gật sao? Hay là vậy đi, cô vô nhà thay đồ rửa mặt, rồi sau đó đi qua chỗ Kiều Đô, tôi chiên cơm cái đã, chúng ta ăn xong rồi hãy đi, được không? Tất nhiên là được rồi, không làm cũng được ăn. Lát nữa gặp nha. Tạm biệt. Sao hả? Có phải chống cây gậy rồi dễ đi hơn không? Có mấy cây gậy dò đường, tất nhiên là dễ đi hơn rồi. Tôi sợ cô đi đường núi không quen, với lại hôm qua lại mưa nữa, mấy cục đá trong lùm cây bị ướt nên trơn lắm. Ừ. Nhớ gạt mấy lùm cây đó ra, chúng ta cũng không vội mà. Nói chung là nếu như có gì thì nắm chặt cây gậy vậy được không? Biết rồi, nhiều chuyện quá. Chúng ta qua đó ngồi đi, được không? Ừ. Nhất định là năm anh 18 tuổi, đã phải lòng một cô gái. Nó. Nhưng mà cô gái đó là qua đã có chủ, nên tới bây giờ anh vẫn chưa bỏ cuộc. Vì vậy anh mới quyết định cả đời không chịu lấy vợ, có phải không? Cô nói gì vậy?
Hay là anh kén chọn quá? Nếu không phải đẹp như tiên thì anh không chịu lấy. Chứ sao nữa, không thể nào tới bây giờ anh vẫn không thích ai hết. Cũng không lý nào tới giờ vẫn chưa lấy vợ. Cô đừng ngồi đó đoán mò nữa. Cô đoán sao cũng không trúng đâu. Tại sao cho tới giờ mà tôi vẫn một thân một mình? Là tại vì tôi không chỉ thích một người. Người này tôi cũng thích, người kia cũng thích. Tôi đa tình như vậy. Vậy cô nói thử đi. Tôi đa tình nhưng uống nước vẫn no. Thử hỏi có cô gái nào chịu uống nước với tôi chứ? Nước thì nước, có sao đâu. Nhưng mà đó lại là nước thánh mà, đâu có sao đâu. Nói chung thì mình biết mình thì được rồi. Tôi nghĩ cho tới lúc tôi già tôi chết, tôi vẫn là con ma nghèo. Lấy tiền đâu ra hỏi cưới người ta? Sao lại như vậy? Miêu Thiên Anh bây giờ là bậc kỳ tài trong ngành thuốc của Quảng Châu này rồi. Thật ra anh rất có tài. Nếu không phải anh tới để giúp đỡ Hạ Chính Đường, tôi nghĩ chắc 3-4 năm nữa anh làm ông chủ cũng được luôn đó. Nhiều khi nói thật lòng, nếu như cho tôi được lựa chọn, tôi mong muốn nhất là được ở lại thôn Nhị Ngưu này, là một gã nhà quê, ở đây tới già tới chết luôn. Đâu có cô gái nào chịu cam tâm tình nguyện cùng tôi ở đây để làm bà nhà quê chứ. Người Thiên à, tôi tin là anh nhất định sẽ tìm được người đó. Ừ. Ý, trùng hợp quá ha, lại gặp họ nữa rồi. Anh đoán coi, lát nữa Tiểu Qua đó đang đi bình thường như vậy, có khi nào có thằng nhỏ chạy tới, thằng nhỏ nói với cô dâu sờ vô răng súng của nó giùm không? Tôi nhớ ngày tôi lấy chồng, năm đó tôi mới có 18 tuổi. Tôi làm cô dâu ngồi trên Kiểu Qua, đang đi như vậy thì gặp một bác trai. Bác ấy dắt theo một thằng nhỏ chạy tới trước Kiểu Qua của tôi. Cậu bé đó không còn cái răng cửa nào hết. Bác trai liền nhờ tôi sờ vào chỗ răng súng đó để cho cái răng mọc ra nhanh hơn. Con khờ quá. Con mà không mở miệng thì cô dâu ngồi trong đó làm sao sờ vô răng súng của con được. Em ngoan đi, em mở miệng ra, chị không cười em đâu. Thằng nhỏ năm đó nó cao như vậy nè, tôi nghĩ chắc cỡ 8 tuổi. Tính đi tính lại cũng đã 20 mấy năm rồi. Vậy bây giờ chắc cũng đã được 30 mấy tuổi rồi còn gì. Chắc nhiều khi đã cưới vợ đẻ con rồi cũng nên. Nhiều khi con của cậu ta cũng súng răng nữa rồi. Nói không chừng thằng nhỏ năm đó bây giờ cũng đã trưởng thành rồi. Nếu như hai người đứng gần nhau, có lúc sẽ nhìn cô trẻ hơn mấy tuổi thì sao? Sao được chứ, tôi lớn hơn cậu ấy 8 tuổi lần đó. Quân Trắng, đánh mấy gián rồi? Ồ, đúng là qua rồi, là 8 chi qua. Trời vừa mưa thôi, bà của tôi đúng là qua nở. Đúng là qua nở. Trời sao hên quá vậy nè trời. Hay nè, chúng tiền, chúng tiền. Trời ơi, thì cũng là hên thôi. Thôi chung tiền. Trời ơi, không phải như vậy đâu. Nếu mấy cô muốn để chài trôi nước dài hơn á, thì phải lấy cổ tay nặng như vậy nè. Vậy hả? Mọi người đang làm chè trôi nước kìa. Anh Thiên bà chủ. Anh Thiên, anh về rồi hả? Sao rồi, anh thấy có được hay không? Đương nhiên là được, cho nên tôi mới tới nói với thôn trưởng này. Để anh Thiên ngồi nghỉ cái đã, để kịp thở lại chứ. Anh Thiên à, nếu em biết anh tới đây thì em đã nấu nước mát cho anh uống. Được rồi. Được rồi, mấy cô một người hai người chỉ biết anh Thiên thôi, còn bà chủ Hà nữa nè. Qua hỏi thăm đúng đi. Đúng rồi cô Chung à, tôi thấy cô nặng chè trôi nước hình như giỏi lắm. Trời ơi bà chủ, đừng gọi tôi là cô Chung nữa, nghe xa lạ lắm. Hay gọi tôi là Lạc Hà đi, hay là giống như anh Thiên vậy, gọi tôi là Chung Lọt Sông cũng được mà. Tôi với anh Thiên là bạn từ nhỏ, tôi xem ảnh như anh ruột vậy. Bạn của ảnh cũng là bạn của tôi mà. Được rồi Lạc Hà, cô đừng gọi tôi là bà chủ nữa. Nhưng mà cha cô sẽ la cô đó. Nhưng lúc ông không có ở đây, cô gọi tôi Tân Nguyệt đi. Được thôi, chị Tân Nguyệt. Nè,
Người ta còn chưa tới 40 đâu nha. Nhưng mà Lạc Hà nói đúng, tôi lớn hơn cổ nhiều, làm chị cũng được mà. Cổ đó sắp làm bà Lưu rồi đó nha, không còn trẻ đâu. Hả? Trời ơi. Nói chung là người làm anh này thật thà thôi. Em làm chè trôi nước vậy mà anh vẫn chưa được ăn một viên chè nào, chứ đâu có phước bằng thầy Gia Minh. Trời coi kìa, làm quá trời luôn. Nè, chè trôi nước này em làm cho người ta ăn, nhưng mà mấy cái bột này với nhiên liệu đều do cha của em mua hết. Anh nói ông có tốt danh Gia Minh như vậy không? Ờ, vậy cũng phải. Thì bởi vậy, cha em nói mấy bữa nay ông trời cũng chịu mưa rồi, rồi anh Miêu Thiên cũng trở về đúng lúc để giúp đỡ thôn Nhị Ngưu, cho nên trưởng thôn nói cũng phải làm chút gì đó, cho nên mới mời hết mọi người trong thôn ăn chè trôi nước đó, cho nên tụi em mới tới đây nặng bột nè. Ờ đúng đó anh Thiên, ổng chờ bài không còn ăn gian còn kêu tụi tôi ở lại ăn chè nữa đó. Còn ngồi đó chuyện rồi pha trà cho tôi uống nữa đó. Đúng đó. Bộ ổng đổi tính hả? Vậy ổng đâu? Mọi người ở đây làm việc, ổng ra ngoài ngồi chơi rồi hả? Nè không có đâu, lần này cha của em không có làm biếng nữa, bỏ nhiều sức lắm đó nha. Hôm nay hả, mới sáng sớm ổng đã ra thị trấn tìm trấn trưởng rồi, còn đi hỏi thử miếng đất sau núi có chủ chưa. Ừ, còn nếu mà chưa có thì tới cục địa chính xem thử giá thuê bao nhiêu tiền rồi mua bao nhiêu nữa. Ồ, xem ra lần này ổng nghiêm túc rồi. Ừ. Ý, lọt xong à, em nghĩ thử coi. Hay là nhân lúc tâm trạng của ổng đang tốt như vậy, em sẵn tiện định ổng mấy câu, mau nói chuyện em với thầy Gia Minh luôn đi. Em tình nguyện làm bà Lưu đó nha, nhớ không? Nè, anh nói giống như em là của người ta vậy đó. Cha của em, ổng vẫn chưa có chịu nên bây giờ em phải sống cảnh ế nè. Dạo này tính tình của ổng ngang lắm, lúc nào cũng mở miệng ra nói để sau này anh Gia Minh có sự nghiệp rồi mới chịu gả em cho ảnh đó. Ê, trưởng thôn thì nói làm gì, thầy Lưu đi dạy học rồi, có sự nghiệp rồi đó. Thì bởi vậy, nếu như nói có sự nghiệp thì đàn ông trong thôn có ai bằng được với anh Thiên đâu. Nói vậy thì cũng đúng ha. Nè, bây giờ cho dù thầy Lưu được làm hiệu trưởng thì cũng vậy thôi, cũng không bao giờ bằng anh Thiên được đâu. Nè, mấy người có lộn không vậy? Ba cô sao ai cũng đứng về phía anh Miêu Thiên hết vậy? Đừng có chê ba người đàn bà thành cái chợ mà. Ở đây lâu không được đâu. Nói vậy thôi mà. Thôi mà, đừng có nói gì nữa mà. Đó là sự thật rồi, không được chối nữa thôi. Anh thì tốt số rồi, mấy cô gái trong đó xém chút nữa kể lộn gì anh đó. Sao nữa vậy? Mấy cô ở trong đó không hợp ý của anh sao? Có, nhưng mà không phải ở đây, lát nữa tôi mới đi thăm. Ê, dẫn tôi đi với. Dù sao tôi cũng phải xem thử cô gái đó đẹp tới cỡ nào mới được. Bộ cô không mệt hả? Hôm nay chúng ta đi cả ngày rồi, cô không về nhà nghỉ ngơi đi. Không mệt không mệt, đi thôi. Ê, đi. Thực ra ý tôi là tôi đi mua giấy vàng mã để đi viếng mộ cha mẹ tôi cái đã. À, hiểu rồi. À, thật ra tôi muốn hỏi anh, trên mộ của cha mẹ anh có hình của họ trên đó hay không? Tôi muốn được gặp họ. Hả? Ờ, bộ không tiện hả? Tất nhiên không phải. Nhưng mà ở thôn quê như vậy, bia mộ đâu có dán hình gì đâu. Không sao hết. Dù sao thì tôi cũng muốn tới đó thắp nén nhang, thăm mộ họ thôi mà. Cũng được, vậy đi. Miêu công miêu bà, con là Tân Nguyệt đi. Con nghe Miêu Thiên nói, mọi người ở thôn Nhị Ngưu này đều gọi hai bác như vậy. Vậy con cũng không ngại, con cũng bắt chước mọi người gọi hai bác như vậy. Miêu công miêu bà, bây giờ hai bác ở trên trời, nhất định thấy tất cả mọi thứ. Hai bác có cảm thấy con trai hai bác rất khờ và rất ngốc không? Ảnh đó, không muốn cô nhi quá phụ con bị người ta ức hiếp, ảnh ngay cả tiền đồ cũng không cần luôn, chạy tới giúp một người không biết gì như con. Hai bác thấy được chắc là đau lòng lắm. Thật ra cho dù ảnh nợ hại gia tụi con thì bây giờ cũng trả đủ rồi. Còn con nợ ảnh thì cả đời này cũng không thể trả hết được. Ảnh có nói tới giúp hạ chính đường một năm, nhưng mà tới bây giờ con không biết ảnh nói thật hay giả nữa. Con cũng hiểu ảnh lắm, ảnh luôn nghĩ cho người ta trước, cho nên một năm sau nếu như con vẫn chưa lo được cho tiệm, nhất định con sẽ đuổi ảnh đi, quét ảnh ra ngoài. Thật ra thì ảnh đâu còn nhỏ nữa, cũng tới lúc lấy vợ sanh con rồi. Ảnh đâu thể nào ở một mình hoài được. Con người thì mai mốt cũng già, đàn ông như ảnh cũng già, cũng có tóc bạc mà. Tới lúc đó không quen được ai hết. Con thì có một cô cháu họ, tính tình cũng tốt lắm, người cũng tốt, lại thích cười nữa. Con cảm thấy nó cũng hợp với Miêu Thiên. Cháu gái của con
còn nói với con, nếu gặp người đàn ông tốt thì sẽ chịu gả liền rồi đẻ con luôn. Nó nói là sau này chồng nó đi đâu thì nó cũng đi tới đó, chồng nó làm gì thì nó cũng làm theo luôn, giống như mưu công mưu bà vậy đó. Nếu như hai người họ làm quen được thì tới lúc đó con nhất định sẽ kêu Miêu Thiên đưa cháu gái con tới đây gặp hai bác. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, có cơ hội thì giới thiệu sau. Đốt nến nhăn đi. Được. Nếu như có một ngày con gặp được người con yêu, hãy đưa cổ tới trước mộ của cha mẹ để cha mẹ gặp cổ. Lần trước cô Điền bệnh nặng như vậy mà cũng sống lại được, coi như là dữ quá lành. Còn lần này thì tôi sẽ kê vài đơn thuốc bổ để cho cổ tẩm bổ sức khỏe. Chỉ cần 3 tháng thôi, cổ sẽ tỉnh táo lại. Vậy thì tốt rồi. Thực ra cô Điền mấy ngày nay cổ cũng khỏe rồi, cổ chịu ăn lại, một ngày 3 bữa cũng chịu ăn rồi. Tôi đã kiếm cớ hỏi cổ, tôi kêu ra ngoài để khám thầy thuốc có được không? Cổ nói thôi, rồi tôi lại tiếp tục hỏi cổ. Vậy tôi tìm thầy thuốc về khám cho cô, cổ lại gật đầu. Trước đây cổ bị bệnh, cổ không chịu khám bệnh, cũng không chịu gặp ai. Bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Ê, Miêu Thiên à, hay là chúng ta khoan qua đi. Tôi nghĩ bây giờ cô Điền vẫn chưa muốn gặp ai đâu. Tôi cũng nghĩ vậy. Dạ, thầy cho hỏi cô Điền có phải vẫn chưa khỏe không? À, trời ơi, máu của cô đâu hết rồi. Cô Điền khí hư huyết nhược trầm trọng lắm. Xem ra tôi phải cho thuốc nặng thêm để mà giúp cổ bồi bổ mới được. À, còn phải uống thuốc nữa hả? Mấy hôm nay tôi uống thuốc, tôi cổ đắng luôn rồi. Cô đừng lo, lát nữa tôi tới chỗ thầy thuốc bốc thuốc, sẵn ghé qua Phụng Ký mua một cân hạt sen, một cân mứt bí, một cân mứt gừng về cho cô ăn đỡ đắng miệng nha. Cũng đâu cần mua nhiều như vậy đâu, 3 cân lận đó. Vậy là phải uống thuốc dài dài nữa hả? Nè, mấy cái thang thuốc này buổi sáng phải sắc cho cổ uống, không được uống buổi tối. Buổi tối uống đầy bụng thì hết công dụng nữa nha. À, mấy cái thuốc này nè, vừa bổ sức khỏe mà vừa an thai nữa. Ông nói gì vậy? Ông đừng có nói bậy nghe. Cô Điền chưa lấy chồng mà. Tôi biết là cổ chưa lấy chồng. Mấy người lúc nào mở miệng cũng cô Điền, tất nhiên là tôi không thể nói ở đó được rồi. Tôi đã bắt kỹ rồi, đó là hỉ mạch đó. Có khi nào lộn không? Trời, đơn giản vậy mà lộn, tôi cho anh gỡ bản hiệu luôn đó. Thanh niên các người, không biết làm cái gì nữa. Ông đừng có nói bậy nghe. Tôi với cô Điền, nói chung không giống ông nghĩ đâu. Hey, tôi không biết và cũng không muốn biết. Nói chung là cái gì tôi cũng đã nói hết rồi. Chỉ cần anh nói với cổ, còn lúc nào nói thì anh tự tìm cách đi. Anh Kiều ạ, ngày mai anh khỏi tới sắc thuốc cho tôi nữa nha. Tôi tự nấu cũng được. À, được rồi mà, cứ để tôi sắc cho, dù sao tôi cũng rảnh mà. Anh sao vậy? Anh sợ anh không có ở đây tôi sẽ đổ thuốc đi hả? Không có đâu. Bây giờ tôi rất muốn uống thuốc để khỏe lại thật nhanh, để tỉnh táo lại, ra khỏi nhà. Vậy tôi mới chơi được với Bím Đôi chứ. Ừ, cô uống hết đi. Ừ. Nè, đây là cải muối xào thịt, bún xào tép nè, còn có cá lăng kho đậu hũ nữa. Đây đều là món ở quê tôi, ở trên tỉnh không có đâu. Cô mang thử miếng đi. Sao vậy? Sao cô lại cười?
Tự nhiên tôi nhớ ra, hình như tôi còn nợ anh một bữa, bây giờ thêm bữa này nữa. Tôi nghĩ lời tính lời, chắc mai mốt trả không hết quá. Cũng không lo nhiều nữa, dù sao cũng nợ rồi, cứ coi như nợ anh thêm một bữa nữa đi. Nè. Tôi về lại Quảng Châu, nhất định sẽ khoe với anh em Tư Hành. Nói là chú phân bò, không phải chỉ biết về quê lượm phân bò thôi đâu, mà còn biết nấu mấy món ăn thôn quê ngon tới như vậy luôn nè. Nè, cô cũng dạy tụi nhỏ là lúc ăn cơm không được nói mấy chuyện phát ớn mà. Cô nhìn lại mình đi, cô cũng nói kìa. Ý, Kiều Đô à, làm vợ đó ăn một mình vậy? Anh phân biệt đối xử hả? Tại tôi thấy hơi nóng. Nóng? Vậy sao anh qua đây ngồi? Anh nhìn lại đi, nghĩ gì mà như người mất hồn vậy? Anh không sao chứ? Không sao. Còn nói không nữa. Sáng sớm hôm nay, lúc dẫn thầy thuốc qua khám cho cô Điền, anh đâu có lo vậy đâu. Phải rồi Kiều Đô, sức khỏe của cô Điền không phải là bị gì nữa chứ. Anh cứ nói đi, mọi người cùng nhau nghĩ cách mà. Thật ra không có gì, càng lúc càng khỏe lại thôi. Có lẽ dạo này tôi thường xuyên đi đây đi đó nên mới như người mất hồn. À thôi ăn cơm đi. Đẹp lại rồi đó, điếm đuôi. Có đẹp đâu, hồi trước dài lắm, giờ ngắn ngủn à, em không thích. Ngốc quá à, ai nói dài mới đẹp chứ. Ngắn, đẹp theo kiểu ngắn, em tin chị đi. Tóc sẽ mau dài lắm, tới lúc đó chị giúp em thắt 3 biếm, rồi thắt luôn 5 biếm nữa nha. Chà, đẹp lắm đó. Bộ đẹp lắm hả chị? Sao em cứ bụm môi lại không chịu cười gì? Thì em bắt chước chị đó, chị không có cười. Hồi trước chị không cười thôi, thì mai mốt chị cười nhiều là được rồi. Vậy thì cùng cười nha. Cùng cười đi, cười đi ha. Cười nhiều lên. Chị muốn thấy lúm đồng tiền của chị em. Chị ơi em cười biết đi, nhột lắm, đừng chặt lén em nữa. Cười đi, cười. Em mời chị ăn kẹo nè. Cảm ơn em nha. Cục này á là để dành cho cha nuôi. Em phải về nhà ăn cơm rồi. Tạm biệt chị không biết cười. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh Kiều. Hồi nãy biếm đôi cho tôi nè. À, để lại lát nữa uống thuốc xong rồi mới ăn. Lâu lắm rồi không thấy cô cười vui như vậy. Cô cũng thích con nít quá ha. Thật ra trong nhà có con nít cũng vui lắm chứ. Cô chơi với nó, lúc nó đổ lì thì có thể dạy nó, mắng nó, thời gian cũng qua nhanh hơn. Mỗi ngày nhìn nó khôn lớn, tới lúc nó biết đứng biết đi rồi biết kêu cha kêu mẹ, niềm vui đó thật sự rất lớn. Anh Kiều, có phải anh đang nhớ vợ con của anh không? Anh nói rồi mà, đừng cứ nghĩ tới người thân mình bỏ đi hết, chỉ còn lại mình ở trên đời. Anh hãy cho mình thêm thời gian, nhất định sẽ qua được thôi mà. Tôi làm được, anh cũng làm được mà. Không phải. Thật ra thì mấy hôm nay tôi có chút chuyện cần phải suy nghĩ. Tôi cũng không biết nên nói thế nào, lại không biết khi nào nói như thế nào nữa. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu mà. Anh cứ nói đi. Anh nói đi anh Kiều. Không phải, tôi thì không sao. Là chuyện vui của cô đó. Chúc mừng cô Điền. Chúc mừng tôi? Bữa đó hả, tôi dẫn thầy thuốc về khám cho cô, sau đó tôi đi theo ổng lấy thuốc. Ông kêu tôi nói với cô đã có thai rồi. Cô Điền à, tôi biết bây giờ cô có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, trong lòng thấy rối, không biết phải làm sao. Tôi biết cô lo lắng, chỉ một mình cô
làm sao mà nuôi được đứa bé. Cô nghĩ thử đi, đứa bé mà ra đời thì cô sẽ không ở nhà một mình. Không phải, thật ra đứa bé của cô giờ cũng đã có rồi, cô không phải ở nhà một mình nữa rồi. Sau khi đứa bé ra đời, cô nhìn thấy nó cũng giống như thấy ông chủ Hạ thôi. Thật ra bây giờ ông trời muốn cô có con là muốn tốt cho cô, không muốn cô đơn một mình. Tôi hiểu rồi anh Kiều. Ở trong nhà vẫn còn chén thuốc chưa uống, tôi vô trong uống hết luôn nha. Anh Kiều à, cô Điền. Anh ở đây cả đêm rồi ạ. Đúng vậy, hôm qua cô đi vô nhà tôi thấy cô không vui. Tôi sợ cô suy nghĩ nhiều nhưng lại không dám làm phiền cô nên tôi không có về. Tôi đang nghĩ nếu cô có chuyện gì thật sự không vui, có gì không nghĩ được, có người tâm sự vẫn hơn. Ai dè ngồi một hồi ngủ quên luôn. Anh Kiều ạ, sau này anh không cần quan tâm tôi nữa đâu. Hôm qua tôi ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy hình như mọi chuyện đều bình thường. Ừ, vậy thì tốt rồi. Trời hôm nay đẹp quá. Tôi muốn ra thị trấn dạo thử, anh đi chung với tôi được không? Cô chỉ vừa mới khỏi thôi, đi xa như vậy được không? Tôi cũng phải mua chút đồ cho em bé nữa chứ. Mai mốt mà bụng to lên rồi, tôi sợ không đi được nữa. Còn nữa, tôi ở trong nhà lâu như vậy rồi, tôi rất muốn đi ra ngoài lại. Hay là như vậy đi, nếu anh sợ tôi mệt thì cho tôi ngồi sau xe đạp đi, được không? Được, có gì đâu mà không được chứ. Sao vậy, anh chê tôi nặng, không muốn chở tôi hả? Không phải, cô ốm vậy, chở hai người cũng được nữa. Tôi sợ ảnh hưởng tới em bé. Trước đây vợ tôi có bầu bụng rất bự, tôi cũng không cho ngồi. Nhưng mà bụng tôi chưa có bự mà. Vậy thì thôi, nếu anh không chịu chở thì tôi tự đi bộ một mình. Nhưng mà thầy thuốc nói tôi khí hư huyết nhược, tôi không biết đi có bị xỉu hay không nữa. Được rồi, tôi sẽ chạy chậm một chút, cô ngồi chắc một chút là được.
Cô ở đây đợi tôi một chút nha, tôi về thay bộ đồ, rửa mặt xong tôi lấy xe qua chở cô. Có được không? Có cần chậm hơn nữa không? Anh hỏi nhiều lần rồi đó. Tôi dịnh chặt lắm, ngồi cũng chặt mà. Ở trên thị trấn có mấy tiệm bán vải, loại vải đó hơi thô một chút. Nếu lấy may đồ em bé thì không tốt cho lắm, làm tả lót thì còn được. Có tin nổi như anh nói không vậy? Lát nữa tôi phải xem mới biết. Anh nói lấy màu gì thì đẹp? Tôi thích màu hồng hơn. Vậy thì lấy một cuộn màu hồng, một cuộn màu xanh. Vậy thì em bé ra đời là trai hay gái cũng mặc được mà. Cũng đúng quá ha. Vậy chọn kiểu nào đây? Ừ, lát nữa cô tới đó chọn kiểu, nhưng đừng dành trả tiền cho tôi nghe. Để người cha nuôi này tặng một món quà cho con nuôi của mình. Cô Điền à, nếu như cô không thích, sao như tôi chưa nói gì đi? Đâu có đâu. Có phải là nếu như đứa bé là trai hay là gái, anh cũng chịu làm cha nuôi nó, thương yêu nó hay không? Tất nhiên rồi, là trai hay gái cũng được, tôi cũng muốn nó được nhiều người yêu thương. Cẩn thận nghe, coi chừng đó. Anh Kiều à. Ừ? Anh có thể hứa với tôi đừng nói với ai là tôi có thai nha, được không? Tôi hiểu mà cô Điền, tôi không nói với ai hết. Đứa bé mà ra đời, cô có dự tính gì không? Có khi nào dọn lên tỉnh thành lại không? Nhưng mà thôn Nhị Ngưu cũng tốt lắm mà. Tuy chỗ này chỉ là quê thôi, nhưng mà ở quê cũng có cái tốt ở quê. Ở núi cũng được, gần sông cũng được, người lại ít, chuyện thị phi sẽ không nhiều. Bà con lối xóm lại hòa thuận với nhau như vậy. Cả cái thôn này chỉ có cái ông đầu trọc trưởng thôn keo kiệt thôi à. Nhưng mà mặc kệ ổng đi, nếu ổng dám nói bậy bạ ăn hiếp mẹ con cô á, thì cha nuôi này sẽ giúp mẹ con cô trị ổng. Tôi đánh cũng giỏi hơn ổng, lại bự con hơn ổng. Tôi mà hét lên là ổng bỏ chạy liền. Ừ. Nước canh ở tiệm mì này à, hầm bằng xương heo đó. Cô ăn nhiều chút đi, tốt cho em bé lắm đó. Tôi no rồi. Thôi cũng được, cũng đỡ hơn hồi trước nhiều lắm rồi. Cô phải nhớ là phải ăn nhiều một chút. Nhiều cũng phải ăn, ít cũng phải ăn. Cô phải ăn nhiều, mai mốt đứa bé sinh ra mới trắng trẻo mập mạp được. Tôi biết rồi. À, xém chút nữa là tôi quên mất, kẹo mứt của tôi ăn hết rồi. Bây giờ phải đi mua một chút để về uống thuốc mới được. Tưởng cái gì, tôi biết ở phố kế bên có một tiệm cũng ngon lắm. Bây giờ tôi qua đó mua, cô chờ tôi về nghe. Dạ được, cảm ơn anh nhiều nha anh Kiều. Được rồi. Ông chủ. Cảm ơn. Kẹo đậu phộng thơm ngon đây, vừa thơm vừa ngon vừa ngọt đây. Không mua cũng tới nhìn đây. Cho tôi một bịch đi. À được. À, cảm ơn. Ông chủ, hồi nãy cô gái đi cùng tôi đâu mất rồi? Cổ trả tiền rồi đi rồi. Đi rồi à? Có biết cổ đi đâu không? Cổ không có nói. Cô Điền. Cô Điền. Cô Điền. Cô Điền. Cô Kiều Đô. Lúc nãy đi ngang đây tôi thấy cửa mở, tôi sợ có chuyện gì nên vô đây coi thử. Cô Điền, cô ấy không sao chứ? Cô đi mất rồi. Đi rồi. Nè Kiều Đô,
Rốt cuộc là cô Điền bị sao vậy? Anh Thiên, anh đừng hỏi nữa. Tôi đã hứa với cô Điền là không nói cho ai nghe hết. Anh ơi, Thiên cho hỏi. Anh đừng ép Kiều Đô nữa. Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm cô Điền về đã. Anh Thiên, hay là bây giờ anh với bà chủ qua đó tìm, tôi qua bên kia tìm. Cô Điền, cô Điền, cô ra đây đi, cô ra đây đi, đừng có sợ. Cô Điền, là do anh cứu. Nếu như không nhờ anh, tôi đã chết từ lâu rồi. Ngoài anh Chương ra thì anh là người tốt với tôi nhất. Tôi cũng biết phải làm sao để cảm ơn anh. Anh hãy giữ lấy sợi dây chuyền ngọc trai đó. Sợi dây chuyền đó đã từng là sự sống của tôi, nhưng bây giờ tôi đeo trên người cũng vô dụng thôi. Tôi tặng nó lại cho anh. Còn có chuyện này nữa, tôi vẫn không dám hỏi anh. Anh lúc nào cũng gọi tôi là cô Điền. Có phải tại tên của tôi giống tên vợ của anh không? Nếu như anh gọi tôi là đệ, anh sẽ nhớ tới vợ của anh hả? Anh đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, có một người vợ rất tốt, có một đứa con vừa mới ra đời thôi. Lúc nào tôi cũng trách ông trời tàn nhẫn với tôi, nhưng với anh cũng vậy mà. Tôi vô dụng, tôi không quay lại được. Nhưng mà tôi hy vọng có thể, dù có đi bất cứ nơi nào, tôi cũng sẽ cầu trời phù hộ cho anh. Để à, Kiều Đô, mọi người thả đem dây đi. Cẩn thận đó. Được rồi. Đừng nghe Đạt Đen. Được rồi. Đạt Đen, đừng ra sâu vậy mà. Biết rồi anh Thiên, tôi sẽ cẩn thận mà. Ông xã, anh cẩn thận đó. Trời ơi, sao lâu như vậy vẫn chưa tìm được họ chứ? Không có sao đâu, bọn họ sẽ được trời phù hộ mà. Đừng có lo lắng quá, tôi qua chỗ đó tìm thử nha. Thiên à, bây giờ mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta tìm cả ngày vẫn chưa tìm được. Đã nói rồi không nghe, tôi nói không có tìm được bọn họ nữa đâu. Hay là ném trái dưa hấu xuống biển để xem xác chết của hai người họ có tự nổi lên được hay không còn tốt hơn. Ê, trưởng thôn ơi, ông vừa phải thôi nghe. Tới nước này rồi mà ông còn ở đây nói bậy nói bạ. Nếu như ông không giúp một tay làm ơn tránh ra dùm cái. Tôi không giúp hả? Từ sớm tôi cùng Lạc Hà và tôi tới đây đi khắp nơi tìm rồi. Bây giờ Lạc Hà không biết đi. Thằng Tư Sinh nghèo, Lạc Hà tìm tới bây giờ vẫn chưa có về nữa. Còn không biết đi tìm nó về đây đi. Mất công tôi mất đứa con gái nữa. Trưởng thôn mà,
tới giờ này mà ông còn ngang bướng vậy nữa hả? Tự nhiên ông kiếm con gái làm gì? Người bây giờ không tìm thấy đó là Kiều Đô với cô Điền mà. Trưởng thôn à, ông nói ít lại làm gì một chút có được hay không vậy? Đúng phải rồi đó. Ông quá đáng lắm biết không? Đúng rồi, trưởng thôn. Anh Thiên, không có tìm được Kiều Đô với cô Điền. Anh Thiên à, chúng tôi đi theo Giang Sông nhưng mà không tìm thấy Kiều Đô với cô Điền đâu hết đó. Đúng vậy. Hết rồi. Đừng nói tôi trù éo bọn họ. Tìm làm gì nữa? Tôi nghĩ bây giờ xác chết của họ bị chìm dưới sông rồi, đừng nếu không cũng bị nước lớn cuốn ra biển rồi. Trưởng thôn mà. Cô Điền, giúp tôi tháo dây thừng ra đi. Tôi bơi ra xa một chút, lặn sâu một chút tìm thử. Đặc Đen, anh chờ tôi một chút, tôi cùng với anh bơi ra ngoài tìm thử. Không được đi. Cô Điền bị mất tích, Kiều Đô nhảy xuống sông rồi cũng mất tích luôn. Đừng có người này tìm người kia được không? Đặc Đen à, anh cũng biết mà, cả cái thôn này người lội giỏi nhất là Kiều Đô. Anh không tìm được cô Điền, không biết anh có sao hay không nữa. Trời ơi, Miêu Thiên, Kiều Đô kìa. Kiều Đô. Hồng nhan bạc phận đó. Tôi không tìm được cô Điền, tôi đã lặn rất xa rất sâu rồi nhưng cũng không tìm được cổ. Không sao đâu, hay là chúng ta lên trên bơi xuống tìm lại coi sao, có thể lúc nãy chúng ta bỏ sót đó. Tại tôi không tốt, tôi không chăm sóc tốt cho cổ, tôi hại cổ rồi. Thành trường lại từ đối khí, xa xa, thời gian thành tựu truyền thuyết. Sinh trong hiên qua, sinh quang lữ, lô su yên chi hà, yong sơn sâm yết phái yết phái lưu chế cố gà, chẳng có hồi khói phá, lâu nay hồi bún gà, sưu đắp sang thiên thai, dõi phú hâm pháo hoa. Lý tưởng có đại giá, mỹ cảnh hội tàn hoa, trong một phút cô phong thế gian kế hoa, tin tưởng mà, gắn bó ta, sinh 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 sinh.